Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn mọi người cách uốn tóc trên một mái tóc có đoạn khỏe và đoạn yếu. Các bạn hãy bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình về hướng dẫn làm tóc. Chúc các bạn thành công sau khi xem video này của mình. Và đây là sản phẩm của mình dành cho mái tóc này, đoạn yếu và đoạn khỏe, và không cần phải phục hồi pha chế gì cả. Và đây là mái tóc của khách, phần chân đã mọc ra được 20 phân và phần ngọn được 10 phân. Mái tóc này rất yếu các bạn nhé, nhưng mình làm sẽ không phải phục hồi. Mình làm trực tiếp trên tóc này luôn. Và với phần tóc khỏe mình sẽ để khô, và phần tóc yếu mình sẽ xịt nước để cho nó ướt. Đây, như với phần khỏe thì mình sẽ dùng dòng thuốc khỏe. Dòng thuốc khỏe của mình có chữ EX các bạn nhé. Và hiện tại mình đang phân phối dòng Hero Acid này. Bạn nào có nhu cầu thì hãy đăng ký để mua, liên hệ với mình. Và với cái thuốc mình vừa rồi bóp ra là thuốc khỏe, dành cho tóc khỏe, thì mình bắt đầu mình sẽ trải vào phần chân tóc. Cái phần tóc đen mọc ra các bạn trải vào đấy trước. Phần tóc đen mọc ra các bạn không cần phải xịt nước nhé, các bạn cứ để khô cho mình. Còn cái phần tóc yếu bạn là các bạn phải xịt nước đều vào. Các bạn làm nghề tóc các bạn biết rồi, với chiếc tóc sơ của khách thế này, và cái lại bạn này là bạn vừa sinh con nữa, những người mới sinh con thường tóc rất khô sơ nhé. Bây giờ mình sẽ xử lý như sau. Phần tóc đen mọc ra mình sẽ trải thuốc khỏe, và lát nữa phần tóc yếu mình sẽ trải thuốc yếu, mình không phải pha chế một cái gì các bạn nhé. Với dòng sản phẩm này các bạn dùng thì chỉ có thích thôi. Tại vì các bạn không lo bị cháy tóc, không lo bị quá thuốc. Thế nên các bạn cứ yên tâm mà làm. Với dòng sản phẩm này, mình hiện tại đang phân phối rất ok. Làm lên rất hiệu quả và tóc rất bóng mượt. Đợt này hàng đã về lần cuối rồi. Các bạn nào không lấy thì sẽ hết hàng, xỉ sang năm mới có cơ. Các bạn nhanh tay đặt hàng hay không thì đợi sang năm nữa thì lâu, tại vì vụ Tết rồi. Và đây là thuốc trung bình yếu, không có chữ EX. Bây giờ mình sẽ bóp ra và mình trải ra đuôi. Mình không pha một cái gì các bạn nhé. Trải trực tiếp ra đuôi. Ra phần tóc yếu đấy. Và mình sẽ xịt thêm một chút nước nữa để cho nó ướt đều. Rồi mình vào thuốc. Okay, khi xịt nước đều xong các bạn trải thuốc ra hết phần yếu. Các bạn có trải len lên trên cũng không ảnh hưởng gì cả. Với cái phần tóc khỏe ấy, thì các bạn để tóc khô và chỉ các bạn chỉ trải một lần thôi. Là tí nữa ép tóc, duỗi tóc ra nó đã thẳng tưng rồi. Rất tự nhiên và đẹp. Thường thì phần tóc yếu mình cho nó đạt mềm hóa khoảng tầm 15 phút đến 20 phút. Và bạn nào thích phần tóc khỏe nó chín kỹ hơn để ép cho thẳng, cực thẳng ấy, thì các bạn có thể cho thêm một lượt thuốc nữa nhé. Không thì thôi các bạn cứ để như vậy, ép ra đã thẳng rồi và rất tự nhiên. Và đây tóc mình đã trải xong. Và các bạn xem cái phần tóc nào yếu thì các bạn không cần massage. Còn cái phần tóc nào mà nó lớp bên trong nó còn khỏe hơn chút thì các bạn massage. Phần nào thường tóc là những tóc cái phần ngoài nó sẽ yếu hơn, cứ để nguyên không phải massage nữa. Nhưng các bạn mình massage không cần phần kia nó chín thôi. Massage phần đấy. Mình giờ massage phần này để cho nó đuổi kịp cái phần tóc ngoài. Lông ngoài các bạn biết rồi, thường là nó rất yếu. Tại vì nó chịu ảnh hưởng của cái môi trường bên ngoài mà, trực tiếp luôn, nên sẽ rất yếu. Nhưng phần đấy, phần lông ngoài mình chỉ massage qua và kiểm tra xem nó có đạt bằng cái phần lớp bên trong không. Và đây, lúc tóc đã đạt đây thì level nó sẽ sáng lên 2 tông bạn nhé. Và tóc các bạn thấy nó cảm giác nó mềm rồi. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Tóc nó đã mềm rồi. Và các bạn có để nữa cũng không thể cháy được nhé.
Và giờ mình đi xả tóc thôi. Và đây là lọ acid blue. Và mình sẽ pha với nước nóng để mình khử kiềm cho mái tóc này. Khi các bạn xả sạch xong mái tóc đã đạt thuốc số 1, và các bạn lấy acid blue, các bạn pha loãng với nước, và các bạn cho cái ngọn tóc vào, cái phần tóc yếu vào trước, để các bạn khử. Khi nào tóc nước nguội nguội rồi, các bạn đổ lên cái phần trên chân tóc và da đầu, và các bạn massage khoảng 3 đến 5 phút, rồi các bạn xả sạch đi. Xả sạch rồi các bạn sấy khô. Như tóc này của mình không làm video được, tại vì cái tóc của khách đã cắt từ hôm trước rồi. Thế nên mình không hướng dẫn các bạn cắt được cái bài này. Bây giờ mình chỉ tỉa lại một chút thôi. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt bài tóc này. Đây, các bạn thấy không? Khi nó đạt xong rồi, tóc nó đã thẳng rồi. Thẳng và bóng rồi. Giờ các bạn chỉ lên trục thôi. Các bạn có thể pha collagen với loãng với nước được nhé. Không thì các bạn xịt nước không. Làm với thuốc của mình thì rất hiệu quả. Và các bạn không lo bị cháy tóc, không lo bị quá thời gian để thuốc. Bây giờ mình đã lên trục. Và khi lên trục, các bạn phải trải cái ngọn tóc nó bằng nhau. Tóc nó chéo như nào thì các bạn đưa cái tóc ra chéo như vậy, để các bạn cho cái ngọn tóc bằng nhau, rồi các bạn lên trục. Và khi lên trục, các bạn không được lấy dày quá, và cũng không được lấy mỏng quá. Với cái phần này, với cái tóc này mình sẽ chia chéo để mình lên trục. Các bạn lên trục thì các bạn lấy một cái mảng tóc vừa phải thôi, không được lấy to quá. Các bạn quấn đều tay vào. Quấn với xe máy thì các bạn quấn càng chặt tay càng tốt. Đây, các bạn nhìn mình thao tác mình làm không? Các bạn lấy lớp tóc vừa phải nhé. Nếu mà kiểm tra thấy chưa được thì các bạn chảy lại. Và lưu ý các bạn chải tóc khi nào các bạn thấy vuốt thấy mịn ngọn tóc rồi các bạn mới lên trục nhé. Các bạn mà khi chải tóc mà còn gợn gợn ở tóc thì các bạn phải chải lại để cho nó mịn cái ngọn tóc. Cứ như vậy các bạn lên trục hết đầu cho mình. Và với cái đầu này mình sẽ chạy hai nhiệt tóc yếu này, mình sẽ chạy hai nhiệt. Nhiệt một của mình là nhiệt 50, 5 phút. Nhiệt thứ hai mình cũng chạy 50, 5 phút. Nếu các bạn quấn giày thì các bạn chạy nhiệt khoảng 6 phút. Ok, khi mình đã xong rồi, chạy nhiệt xong rồi, giờ mình tháo ra và mình là pha ngấn và là chân. Tại vì cái tóc này của khách mình không là trước, tại vì lúc mình cho thuốc rũi vào nó thẳng rồi, thế nên mình là sau cũng được, không sao cả. Bây giờ mình là chân và phá ngấn luôn của cái chun. Cứ như vậy các bạn là cũng thế, các bạn quấn như nào các bạn cũng là như vậy nhá, để các ngọn tóc nó bằng nhau. Các bạn đưa chết về sau thì có cái phần cụp nhiều và cái phần không cụp, nên các bạn phải đưa các cái ngọn tóc nó bằng nhau thì các bạn mới là đều được. Đây, với những cái phần nào tóc nào nó mà nó ngấn nó sâu quá thì bạn xịt nước vào. Đó, các bạn cứ xịt nước vào, các bạn thì phá ngấn rất hiệu quả, không còn một tí ngấn nào luôn. Khi các bạn pha ngấn xong thì các bạn chỉ việc dập thuốc định hình thôi. Dập thuốc định hình với cái tóc này, các bạn muốn làm cụp thì các bạn để khoảng tầm 10 phút thôi. Các bạn muốn làm xoăn thì các bạn để khoảng tầm 15 phút là ok rồi. Và các bạn xả. Và đây là cái tóc của mình đã dập định hình xong rồi. Bây giờ mình đã xả sạch xong và giờ mình nhuộm thôi là ok. Đây, như cái tóc này mình đã nhuộm xong rồi, giờ mình chỉ việc sấy khô thôi. Với mắt tóc này thì các bạn chỉ cần sấy khô tự nhiên thôi, không phải sấy tạo kiểu nhé. Mình làm đầu mình chưa sấy tạo kiểu bao giờ. Các bạn cứ sấy tùm lum lên, miễn là không đừng để cho tóc rối là được.
như mình sấy, mình sấy tơ loe luôn để cho nó nhanh khô. Và khi sấy tóc các bạn không được để nhiệt nóng quá nhé, các bạn nên để nhiệt bình thường thôi để cho nó đỡ hư hại lên tóc. Với mái tóc này thì các bạn làm mà không cần phục hồi thì các bạn có thích không? Quá đơn giản nhé. Nó đỡ cầu kỳ, các bạn phải pha collagen hoặc keratin. Bạn nào muốn đặt hàng của mình thì hãy liên hệ với mình sớm còn kịp. Các bạn không dùng mấy hàng này thì rất tiếc cho các bạn nhé. Khi làm xong các bạn vuốt dưỡng và các bạn cuộn cái tóc nó lên một lúc khoảng tầm 15-20 giây thì các bạn thả ra thì cái sóng sẽ hồi lại. Và đây là mái tóc mình đã làm xong rồi đây. Các bạn thấy tóc vẫn mềm đúng không? Và mình sấy khô tự nhiên nhé, mình không sấy tạo kiểu. Đấy, các bạn thấy tóc không? Nó vẫn còn đang cứng, mềm. Video sắp hết rồi. Mình sẽ tắt video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Chúc các bạn thành công sau khi xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu mua hàng thì các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên màn hình nhé. Cái đấy vừa là số điện thoại vừa là số Zalo của mình luôn. Mình sẽ tư vấn cách làm và hướng dẫn sử dụng hàng thuốc này rất dễ và đơn giản. Các bạn thấy ok thì hãy liên hệ với mình nhé.